Mình chào cả nhà đang xem kênh YouTube Nông Cơ Đăng Hà nha. Hôm nay mình Nông Cơ Đăng Hà mới về một cặp City TL nhá. Anh cũng khá chiều rồi mà trời ơi, em dạo này mưa dầm nhiều á, ngày cả tối không tận được mưa lên được rồi nhá. Này em có con xe mới về làm video cho anh em tham khảo này nhá. City TL 307 và City TL 2701 nhá. Rất đẹp. Con này là số cơ bên cơ trợ lực lại hết nhá, không có liên quan gì dầu được hết nhá. Mặt nạ áo quần lưỡi liệt là đầy đủ hết nhá. Này đây là em mới đang bỏ bên ngoài thôi nhá. Tháng 7 đã hết, tháng 8 đã đến nhá. Cái này anh em ai yêu thương lựa chọn máy thì tháng mới đầu tháng anh em được khuyến mãi ưu đãi xíu giá nhá. Chỉ cần anh em nhấc máy alo nên em sẽ cho anh em một giá mềm luôn nhá. Anh mình xuống bên trong rất là đẹp nhá. Đây cái mưa hoài ạ. Có con cua ta L2000 lục lạp rất đẹp, mới đội của ông anh về nhá. Anh em ai lấy được thì em để cho giá tiền trục thôi nhá. 20 triệu có được con xe sử dụng tốt nhá. Ông anh đổi con 458 của nhà này. Mời bạn con 4 quá tuyệt vời luôn anh em nhá. Vì em Isuzu TL 2701 này nên em giao lưu cho anh em giá 60 là đâu không nha. Anh em hãy lấy sợi này thì anh tính cho 65 triệu nha. Sợi chuyên nhóm rất đẹp nha. Vừa bán một chuyến mại luôn này. Dọn dẹp rất là đẹp, sạch sẽ luôn nha. Chuyên tập cho anh em về sử dụng. Mặt nạ đen được, xin ăn thì được, mọi thứ bên em đầy đủ hết nha. Rồi, giao lưu anh em 60 triệu, 4 quả lục mới anh em nha. Cực kỳ đỉnh luôn. Nếu mà lấy con kia thì giá mềm ưu đãi thôi nhá. Đài TL 307 mới về đây này. Ngày mai sử dụng con này rất là đẹp nhá. Máy móc hơi hãm câu số cực kỳ đẹp, em mới vừa ra đấy nhá. Con này câu trượt và câu sáu được thay phốt câu trượt bảo dưỡng. Ngon lành cho anh em về việc sử dụng không rò rỉ nhá. Thì sẽ này sử dụng quá thời gian thì cũng rò rỉ. Phốt đuôi cho em đã bảo dưỡng và thay cả cho anh em đấy nhá. Rồi mình chỉ việc sử dụng thôi này. Lộp lạp bảy tính theo xe luôn nhá, cực kỳ đẹp, giá rất là cao nhá. Em cũng công khai giá con này cho anh em mình biết luôn nhá. Isuzu TL 307 này em giao lưu cho anh em giá 82 triệu nhá. 82 triệu cho một con Isuzu TL 307 này, cực kỳ chất lượng luôn nhá. Ai cũng mưa gió đây rồi về có anh em mang xe đến sửa nhá, cửa hàng cũng nhận sửa cho anh em luôn này. Lên một cụ ba dạo nên mình về rất là nhiều luôn nhá. Dòng này anh em ai muốn sử dụng thì bên em giao lưu cho giá năm tầm khoảng 120 đến 140 là cực kỳ chất lượng luôn nhá. Nhận sửa đi. Rồi cũng 508 em nay đầu tháng mới rồi. Em cũng khuyến mại cho anh em là giá 120 nhá. Tuyến đét không sơn dòng một bức kỳ điểm này chứ hồ trời sơn 4 cái mắm xíu đấy nhá. Không mua em này thì việc mua em nào nhá cái nè. Em mời Mitsubishi MT Gấu nhá. Còn giao lưu anh em 105 này. Cabin máy lạnh đầy đủ này. Độc lạp cực kỳ đẹp, chất lượng anh em mình quá. Bên kia thì em mời 165 nhá. Một số lắm anh em ai sử dụng em giao lưu giá 140 nha. Một số thiết bị kiểm danh chào thiết để anh em đây có nhu cầu sửa thiết thì bên em đầy đủ hết nhá, không thiếu gì cả nhá. Anh em ai giao lưu mấy cái sửa đi em để ra cái giá khoảng 5 triệu nó có cái sửa sai thoải mái nhá. Dân ma 3010 đầu tháng giao lưu anh em giảm giá đẹp tuyệt vời cho anh em luôn nha.
giảm hết cỡ cho anh em bốn quả lập mới 59 triệu nhá. Anh em giao lưu con này, này máy móc cực kỳ đẹp, hơi hãm ok luôn nhá, lục lạp đẹp Shibura, giá cũng công khai cho anh em luôn, dạo này cũng giảm giá cho anh em để lấy luôn nhá, bạn anh em 90 triệu lục lạp cực kỳ đẹp này, D 28 đẹp nhá, máy móc hơi hãm quá ok luôn. Rồi, Mitsubishi MT28. Rồi, luôn anh em 50 nhá. 50 triệu, máy móc cực kỳ đẹp, có hỗ trợ dòng sơ dân áo xíu này. Áo cuồng đầy đủ nhá, khách xem thì em bắn đạt vậy đó nhá. Mấy chín triệu anh em nhé, bớt đi. Một em làm ủi rất nhiều anh em hứa hàng này, đang đợi nhá. Ngày nào em nói sẽ đi về đâu nha. Rất đẹp. Đầu tháng khuyến mại lớn cho anh em nhá. Thứ nhất máy alo. Hạt 454 70 triệu anh em nhé, giảm giá 70 triệu để lấy về sử dụng nhé. Rẻ hạt đời rất là cao nhé. Rồi tiếp theo là L1235 chấm tỏi anh em nhé, chấm tỏi cho anh em sử dụng nhé. D2420 giảm giá cho anh em 60 nhé, anh em sử dụng lựa chọn dòng mã AF330 giảm cho anh em sử giá nhé, 69 triệu nhé. Mưa gió bị hưu anh em nhé, còn thiệt bị dân cây dân sợi máy móc như nó chữa rất nhiều, anh em ai có nhu cầu thì liên hệ nhé. Trở về lại về cặp xe Isuzu nhá, một bảo giá cho anh em luôn đó. TL2701 60 triệu nhá, lục lạp mới. Isuzu TL307 lục buồn có lục cực kỳ đẹp luôn. Giá 82 triệu nhá. Anh em ai thích con nào thì cứ giao lưu cho em con đó nhá. Thôi, thời lượng cũng khá dài rồi. Đến năm cửa em đang hạ chúc toàn thể anh em hàng mới đang đầy niềm vui nhá. Những anh em ai đã tin tưởng và sử dụng máy bên nông cơ rất là nhiều đấy nhá, nông cơ chân thật. Cảm ơn anh em khách hàng trong thời gian qua nhá, chào cả nhà trong những clip tiếp theo nhá.